xót xa người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, cận kề sinh tử, tha thiết tìm người nuôi hộ hai con. Như Lầy là cô gái chuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần có ai kêu cứu là cô đều nỗ lực hỗ trợ. Mới đây, cô đã đăng tải trên trang cá nhân video ngắn ghi lại quá trình tìm cách giúp đỡ hai mẹ con đang phải chống chọi với giai đoạn cuối của căn bệnh hiểm nghèo. Nữ TikToker cho biết mình đã nhận được dòng tin nhắn kêu cứu: "Chị ơi, em có gặp một chị bị bệnh hiểm nghèo, có phẫu thuật mà không thành công. Chị có hai đứa con, mong tìm được ai nhận nuôi giúp chị ấy." Ngay sau đó, Nhi Lầy đã đến thăm gia đình ba mẹ con để tìm hiểu về hoàn cảnh. Cả ba mẹ con sống trong căn nhà nhỏ, chẳng có lấy một vật dụng giá trị. Gặp nữ TikToker, người phụ nữ không khỏi vui mừng, liên tục nói lời cảm ơn. Chị cho biết cả ba mẹ con mấy tháng nay không có gì ăn vì hết tiền. Trong khi đó, chị lại quá ốm yếu nên không thể đi làm. Người phụ nữ vừa nói vừa khóc. Nếu đợt trước thì chị vẫn đi làm được, mua đồ đầy đủ cho các cháu. Bây giờ sức đề kháng của chị yếu, không làm được gì. Tiền thuốc cũng không có mua, mỗi lần giảm đau uống cầm cự. Tại vì bác sĩ bảo bây giờ tiền không có nữa, thôi về nhà ở với các con, được ngày nào hay ngày đó, vui lên mà sống. Kể về cuộc đời, người phụ nữ không khỏi nghẹn lòng. Chị từng thấy chồng và có bé đầu, nhưng người đàn ông đó ham chơi nên cả hai đường ai nấy đi. Chị tiếp tục lầm lỡ với người khác và có bé thứ hai. Cặp đôi sống với nhau một thời gian thì anh bỏ đi vì chị phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Thời điểm trong viện không có ai chăm sóc, chị chỉ biết trông chờ vào người dân. Chị nằm viện không có ai chăm đâu, cũng không có đồ ăn. Bệnh nhân xung quanh có gì họ cho ăn thôi. Gia đình chị có 7 anh chị em nhưng ai cũng xa lánh, không coi chị là người trong gia đình, người phụ nữ chia sẻ. Trong khi đó, hai con đi học không còn tiền ăn, nhiều lúc phải về pha mì tôm. Dù khó khăn, khổ sở là vậy, nhưng chỉ còn sống ngày nào, chị vẫn quyết tâm chăm lo cho hai đứa nhỏ đủ đầy. Chị nói mẹ vẫn sẽ cố gắng duy trì nuôi hai con đến giây phút cuối cùng. Vì gia đình mẹ đã sống quá tệ với mẹ rồi, nếu không chăm lo được, mẹ sẽ gửi các con lên nhà chùa. Câu chuyện đau lòng của chị khiến cho Nhi Lầy nghẹn lòng. Sau đó cô đã đi chợ, mua sắm một số thức ăn cũng như đồ dùng cần thiết hỗ trợ ba mẹ con. Đồng thời mọi người khi xem video cũng mong rằng sẽ có những mạnh thường quân hỗ trợ để ba mẹ con đỡ khổ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.